Ở trong nhà thì không cần dùng kem chống nắng, hay sử dụng sản phẩm có chỉ số SPF càng cao càng tốt, đây đều là những quan niệm sai lầm cơ bản mà bất kỳ chị em nào cũng có thể mắc phải khi nhắc tới kem chống nắng. Chính vì thế, trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giải đáp những quan điểm sai lầm giúp bạn tích lũy thêm kiến thức về cách dùng kem chống nắng và bảo vệ da tối ưu nhất nhé. Mặc dù ánh sáng mặt trời rất quan trọng đối với nhiều chức năng sinh lý, chẳng hạn như tổng hợp vitamin D và điều chỉnh nhịp sinh học, nhưng khi tiếp xúc quá nhiều, có thể dẫn đến tổn thương da, làm da bị cháy nắng, lão hóa da sớm, nổi nếp nhăn và đốm đồi mồi, và thậm chí là ung thư da. Bên cạnh đó, tia cực tím UVA và UVB có trong ánh sáng mặt trời gây tổn thương DNA trong tế bào da, khiến da dễ bị ung thư. Đặc biệt, với những ai có tiền sử bị cháy nắng, nguy cơ này càng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tổn thương da do ánh nắng mặt trời có thể giảm đáng kể bằng cách thoa kem chống nắng mỗi ngày. Kem chống nắng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ da chống lại các tác nhân gây lão hóa, gây ung thư. Sai lầm 1, không bôi kem chống nắng khi ở trong nhà. Theo thống kê, 70% dân số Việt Nam cho rằng chỉ dùng kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng, còn khi ở trong nhà thì việc chống nắng là không cần thiết. Tuy nhiên, kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho biết, tia UV có sức công phá rất lớn, chúng xuyên qua mọi lớp vải, cửa, bê tông cốt thép và chiếu thẳng vào làn da mỏng manh của bạn. Do đó, nếu không dùng kem chống nắng thì ngay cả khi bạn ở trong nhà làn da vẫn bị xâm chiếm và tàn phá, kéo theo nếp nhăn và nhiều vấn đề về da như nám, tàn nhang, yếu tố sạm màu. Ngoài ra ánh sáng xanh từ điện thoại và màn hình máy tính còn thúc đẩy quá trình lão hóa mạnh mẽ ở da. Ánh sáng xanh có khả năng xuyên đến lớp hạ bì của da. Việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng này kích thích sự hình thành của các gốc tự do góp phần phá hủy collagen và elastin, từ đó thúc đẩy quá trình lão hóa da. Kết quả mà bạn nhận được chính là sự xuất hiện của các nếp nhăn và làn da dần mất đi độ đàn hồi tự nhiên. Vì thế dù ở trong nhà hoặc những ngày trời mưa nhiều mây bôi kem chống nắng vẫn là điều cần thiết nhé sai lầm thứ hai là chỉ bôi kem ở những vùng tiếp xúc với ánh nắng tia uv trong ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua nhiều vật dụng bởi vậy dù bạn có mặc bao nhiêu lớp quần áo thì chúng vẫn tác động và hủy hoại làn da của bạn do đó nếu đang duy trì thói quen chỉ thoa kem chống nắng ở những vùng như mặt cổ tay và bỏ qua các vùng da khác thì bạn nên suy nghĩ lại vì chống nắng cho body cũng vô cùng quan trọng không kém gì việc chống nắng cho da mặt Việc lựa chọn kem chống nắng toàn thân sẽ dễ dàng hơn, việc lựa chọn kem chống nắng cho da mặt rất nhiều. Và một điều quan trọng bạn cần lưu ý đó là tuyệt đối không dùng kem chống nắng body cho da mặt. Kem chống nắng cho body có kết cấu dày hơn và chứa những thành phần không hợp với da mặt, dễ dẫn đến tình trạng kích ứng. Sai lầm thứ ba đó là luôn sử dụng một loại kem chống nắng. Đa số mọi người thường sử dụng một loại kem chống nắng mọi lúc mà không biết rằng, tùy vào từng hoàn cảnh mỗi dòng sản phẩm sẽ cho hiệu quả khác nhau. Ví dụ, khi đi biển, bạn chọn loại kem chống nắng không thấm nước nhưng ngược lại, khi bạn làm việc ngoài trời hay trong môi trường văn phòng, thì lại không cần đến yếu tố này của sản phẩm. Ngoài ra, trong ánh nắng mặt trời có hai loại tia UV, có thể xuyên qua tầng ozone đó là UVA và UVB. Một số loại kem chống nắng chỉ ngăn chặn được tia UVB, mà không ngăn chặn được tia UVA. Do vậy bạn cần được tư vấn từ chuyên gia để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Và cách tốt nhất để bảo vệ ra khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, đó là sử dụng các loại kem chống nắng phù hợp trong từng hoàn cảnh nhé. Sai lầm thứ tư đó là sử dụng kem chống nắng quá nhiều hoặc quá ít, một trong những sai lầm khi dùng kem chống nắng là sử dụng không đúng liều lượng, cũng giống như việc bạn dùng kem nền hay sơn móng tay. Bôi kem chống nắng cho da cũng cần đủ liều lượng để đảm bảo độ che phủ tốt nhất. Nếu sử dụng lượng quá ít hoặc không đủ, sẽ không mang lại hiệu quả chống nắng tốt nhất cho da. Nhưng nếu thoa một lượng kem quá dày, điều này sẽ khiến lỗ chân lông bứt bí, gây ra tình trạng da nhờn rít, dễ sản sinh mụn. Hơn nữa, nhiều chị em thường nghĩ dùng kem chống nắng càng nhiều, thoa một lớp dày thì da sẽ được bảo vệ tốt hơn. Thì đó là một sai lầm rồi. Vì thoa nhiều không chỉ không tăng thêm tác dụng mà nó còn làm lỗ chân lông bí kín, rất dễ gây ra mụn, kích ứng và tình trạng lão hóa da. Hầu hết mọi người đều chỉ bôi từ 25 đến 50% lượng kem chống nắng được khuyến cáo. Để sử dụng cho mặt và cổ bạn cần bôi một lượng kem chống nắng khoảng 5ml. Ngoài ra bạn nên bôi đủ kem chống nắng để che phủ toàn bộ vùng da không được bảo vệ bởi quần áo. Sai lầm thứ năm đó là không thoa lại kem chống nắng thường xuyên. Trên thực tế, hiệu quả của kem chống nắng chỉ duy trì trong một thời gian nhất định và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số SPF, 1 SPF tương đương với 10 phút kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng. Nếu chúng ta dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ da trong 5 giờ. Như vậy, sau mỗi 2 đến 3 giờ bạn sẽ thoa lại kem chống nắng để làn da được bảo vệ đạt hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, không ít người thường ỉ lại vào kem chống nắng hoặc quên bôi kem chống nắng nhiều lần trong ngày. Điều này chính là sai lầm tai hại đấy mọi người. Đồng thời, dưới tác động từ môi trường bên ngoài như gió, bụi, nước biển, nước hồ bơi hay mồ hôi của bạn khi vận động, bản thân kem chống nắng cũng giảm dần tác dụng bảo vệ theo thời gian. Khi được bôi lên da, các thành phần trong kem chống nắng bắt đầu phản ứng với tia UV để tạo ra tác dụng bảo vệ da. Theo thời gian, trong quá trình da tiếp xúc với nắng và cường độ của ánh nắng, thì khả năng bảo vệ của các thành phần này giảm dần. Chính vì thế, nếu không bôi lại kem chống nắng, làn da của bạn sẽ không được bảo vệ và đứng trước nguy cơ bị tia UV tấn công. Vì vậy, đừng quên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ, hoặc sớm hơn nếu bạn vận động nhiều mồ hôi hoặc đi bơi nhé với những thông tin hữu ích về các sai lầm khi sử dụng kem chống nắng cho từng loại da vừa được liệt kê ở trên phần nào đã giúp bạn nắm vững nguyên tắc những thói quen sai lầm khi sử dụng kem chống nắng để có thể tránh và bảo vệ làn da mình dưới tác động của tia uv một cách tốt nhất nhé còn ngần ngại gì nữa mà không sắm ngay cho mình tuyết kem chống nắng để bảo vệ làn da hoàn hảo mỗi ngày nhé hãy cùng theo dõi sóc giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn ngoài ra bên sóc giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp dưỡng da chính hãng xóc mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.